Người nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái nơi ở có camping ở ngay trung tâm thành phố Đà Lạt luôn. Đây, mình rất là bất ngờ về cái view bên đây, mình thấy không, cái view ngay trung tâm của Đà Lạt luôn. Thì có những cái option cho các bạn ở như là nhà trên nóc xe và cho các bạn xem đây lều ra cắm trại. Ở đây có đốt lửa nè, các bạn thấy không, có lò than luôn. Nơi đây chuẩn bị các bạn menu đầy đủ, không cần phải chuẩn bị gì cả nha. Bãi đậu xe rộng rãi luôn. Thì bên kia sẽ là khu ăn uống ẩm thực, có rất là rộng luôn. Thì các bạn ăn uống tại đây luôn, dạng chủ quán làm luôn, có thực đơn, nướng, thịt rừng đầy đủ luôn nha. Rồi mình sẽ cho mọi người xem cảnh ở đây nha. Mình là một cái nhà cũng nằm trong khu vực cabin nha các mọi người. Mọi người thấy không, bao gồm 3 lầu, trong đó là 6 phòng ngủ và 8 giường, có thể là sức chứa cho một đại gia đình luôn. Ở đây thì nghe chủ nói là chứa được 50 người và khoảng 10 xe ô tô. Lên bãi xe, một sự lựa chọn thật là thú vị cho bạn bè, những mà hợp nhóm đông á. I'm a burn 'em, and all these bridges that I'm building, I'm a burn 'em.